Thầy mới nói là bây giờ còn giấu chi đâu chứ ba. Ừ. Lộ ra trơn. Lộ trơn rồi. Mà nói thiệt từ giờ đó, nói vậy đó mà thấy đời người ta cũng chưa tin đâu. Ừ, thấy tao phải tao tin chú ba. Tao không tin đâu. Ta cứ đi mãi mê đi chơi. Ừ. Kêu mà không ai lo túi chú ba. Ừ. Đây, ngày nay ngày 28 rồi 29 30 mùng 1 rớt qua tháng 4 dẫn lên thấy. Thì ra là tiên tri cậu bé luôn hả chú? À, dẫn lên là thấy. Cậu bé nói là cái tháng 4 đó cậu chú ba là cái ngày 18 tháng 4 đó chú ba. À. Và nó nói là ngày 18 tháng 4 là cậu bé là tiên tri là sẽ có một trận là dữ dội nhưng mà không biết trận gì. Không biết trận gì đây rồi thấy. Bước qua tháng 4 rồi thấy ngày mùng 7 tháng 4 ngày giếng ba thớ. Rồi qua cái ngày mùng dẫn lên tới ngày 10 đó. Nhìn thấy không còn lâu đâu. Giờ không ai tin đâu. Bữa nay mới 28 tháng 3. Cái tất cả mọi cái việc cũng như là dịch bệnh, à, rồi chiến tranh, rồi thay đổi địa hình, rồi bà con khổ khó cũng vào cái năm dần này. Năm dần, thật. Khí âm, khí dương, hòa lợi thì cho nên tối trời tối đất trong 7 ngày đêm, rồi sáng ra là thất sơn mới lộ vẻ, nền vàng mới báo thanh. Đó. Rồi lại câu giảng mà cảnh trời mây mịt vẽ lăng hoàng 4 tháng 10 chờ lại khúc trăng. À đó đó đó. Nhưng mà chú không dám nói lộ như vậy trong giáo lý để chứ đây là chú vẫn biết chú không dám lộ. Bởi vì chú còn mang cái sắc phàm, sắc phàm. Cái chuyện gì chú nói được thì chú cứ nói. À. Nói không được thì mình cứ không nói. Nó chừng nào tiếng sấm nổ vang thắt sơn lộ vẻ nền vàng báo thai thì đây. Nhật thật trong 7 ngày đêm rồi sấm nổ mới lộ thì trên năm non bảy núi mới lộ vậy thì hạt ngọc lưu ly năm châu bốn biển mới lộ ra rồi 17 nước mình một nước 18 nước mới danh vô tranh giành châu báu. Bởi cho nên ông ba cũng để một câu đặt lợp đặt lờ đặt trên chốt núi để chờ cá vô tuồn đời như cá trong lờ thọt tay vô quắt còn ngờ kẹt hơn chứ vô thì tranh giành cho nó không có về. Ba, thời gian gần đây cũng lâu không có đến thăm. Rồi sau là cũng muốn hỏi chú ba về những cái điều vài điều về căn cơ quyền bí mà thời gian gần đây thì quốc tạo thấy là ở nhà lúc nào cũng không có chú ba ở nhà hết trơn. Vậy chú ba thời gian gần đây chú ba có đi núi hay là đi núi của chú ba có nhận được lệnh không? Thì quốc tạo cũng nghe được nhiều thì xin chú ba trình bày. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ đó cũng đi là đi nhận lệnh là vì cái phần căn. Bởi vì đâu phải dắt chở gì đó cho hầu về cái chuyện quyền di của nhiệm màu của bên mẹ và bên cha. Thì bữa đó có một phần ở nhà tôi đó, tôi nói thiệt. Là quân ba ở ngoài Hòn Phú Quốc. Thì tôi nhìn đi ta đó, cũng có ba phần về. Thằng Đạn, Siêu Bá, Tiết Hải. Mà ta có dùng ba bên đó, bàn môn tả đạo. Một. Rồi cái bùa lèo, hai cái bùa thượng, ba cái bùa mọi, bốn nữa là 36 vị tổ lỗ ban của Thái Thượng Lão Quân. Y ta để về đây ta muốn chụp, tôi đặng người ta hạ cái xác này. Nhưng mà tôi nhìn, tôi thấy, tôi nói, huynh nên nhớ đi, huynh đừng về đây soi bói với tôi. Sư Bá là một, thằng Đạn là hai, Tiết Hải là ba, để giữ cái mỏ ông két là như cái cây kim đồng hồ cái địa bàn. Mà phản xử tôi chào lên ba ông đó còn phải nhường cho tôi. Chống tay tôi nhìn năm châu bốn biển. Xong công cuộc rồi tôi mới xuống. Mà huynh về đây rồi huynh giấu tôi, huynh đòi moi móc tôi. Rồi huynh nói tôi mắc bùa để huynh gỡ. Nói tôi nhờ có cáo giáp vô trong mình không được. Bởi cho nên nó ngoài ngày từ từ sống cái dắt lên núi gỡ. Mà tôi thấy cái gỡ không thấy chứ cái ta để thêm vô. Mà tôi dẫn tôi ngầu tôi cười à. Đó. Rồi á. Y ta muốn xưng, đây là tôi nói thiệt, vợ chồng ăn ở với nhau, mang một cái thai, hài nhi. Lúc y ta giết, kêu vợ đi phá thai có một tháng mấy à. Tới lên tôi nhìn tôi thấy là cái thằng này là thằng con trai là đúng 12 tuổi. Nhưng mà vợ nhức mỏi chỗ này chỗ kia. Thì kêu tôi giúp, cái bệnh nhất, bệnh này bệnh kia còn bệnh ăn. Thì tôi đâu dám cấm, chứ ngủ không được, tôi xin cho ngủ được, nó quậy mà.
Rồi đó, bây giờ đó một ngày tới tối đồ ăn thôi đừng nói tới, đồ ăn gặp bánh, ăn miếng này bỏ đồ ăn miếng kia. Rồi hỏi tôi sao vậy? Tôi nói dù con nít nó ăn làm sao cấm nó, mình người lớn người ta con nít trong mình nó ăn. Mà nếu người con nít này cứu nó đó là tội chồng tội, nghiệp chồng nghiệp. Tôi cứu nó tôi mới cứu được cái phần này. Rồi tôi cứu thêm người vợ luôn một người chồng. Bị trong giáo lý của thầy, ăn một miếng thì trả một miếng, giết một mạng, đền một mạng. Cha mà với mẹ với con này mấy ông thấy cái tội cỡ nào chưa? Nó còn biểu con sao đỡ con. Con mình còn lâu qua giết, rồi với ai là mình từ. Nó. À, thì chú ơi, thời gian gần đây thì con thấy chú đi núi bộn bề. À, rất là nhiều núi, vậy xin có thể chú có thể diễn giải giùm chú đi núi để làm gì, có nhiệm vụ gì không chú ba? Thì bây giờ nói ngay, phần căn ở xa gần ngoài miền Đông có, ở ngoài thành phố đây có, là bởi vì phận sự thì đâu phải trở về đó, bởi vì có gốc phải mau trở tìm về gốc, mà thầy ông nói bậc tiên hiền điều trọng Đức Phật ở tại gia, nhưng con của mẹ nào đâu phải dắt trở về đó. Đâu cho đúng nơi đúng chỗ, phải sắm hối trầu cao bông nước rồi lại sắm hối nhận cái lẩu cũng về xin tu trại gia. Chớ đau bệnh căn mà nếu không tìm được đến gốc thì dầu nhà thương bác sĩ giỏi cỡ nào chích thuốc cho tiền mắc cũng tật vẫn còn mang. Nó thì đó phận sự vừa qua dắt đi núi dài năm giếng. Trước nữa thì lên điện của Đức Phật Thầy, sau dắt lại điện, tới đó thì có điện của hai ông Mãn Xà. Và gắn to trên gọi Mãn Xà, bị thầy ở trên, hai ông đó cái điện nằm dưới phải dắt lên làm lễ thầy, xuống làm lễ hai ông đó. Rồi mới dắt lại cái chỗ chư vị năm ông ngũ công dương Phật. Làm lễ xong rồi mới lại chỗ ngay chân năm công đức lịnh mẹ dạng ba ngũ hành, lại làm lễ xong rồi mới trở lại dắt trở về mẹ giữ năm cái giếng làm lễ nhận cái lỗi đó, rồi về đó là mình đi giải cái nghiệp cái quả cái căn, rồi về mình sám hối mình cúng lại đó. Mới là cái bệnh của mình mới từ từ mới được nhẹ nhàng mới được hết. Chớ đau bác sĩ thì chỉ bệnh mà là ông thầy hốt thuốc thì đâu có khi nào chặt chứng bệnh, mà vì bị mình cái đau căn cô bác. Mình đã nói qua cái đề ghi tâm thì vấn đề ghi tâm thì nó cái căn chứ còn cái số cũng không nổi. Mà khi cứu căn rồi cái bệnh ít nhiều gì mình cũng phải lo thuốc. Dạ thì cảm ơn vừa qua là lời chia sẻ của chú ba về cái phần tâm linh mà chú ba được nhận nhiệm vụ để đi lên núi. Tổng cộng là mình đi chứ này mấy núi chú ba? Hai núi, rồi núi Tà Sư nữa. Tà Sư là nơi mà chị bệnh cho thầy ha. Chú ba, miếng giạc đó chú ba. Thì chú được ở trên để mình là điển về cho mình biết là mình phải đi lên trả hả chú ba? Phải đi lên đó, dắt bệnh lên đó đâu, bởi vì căn nào đâu phải dắt trở gì đó mới được á. Đúng rồi. Vậy là thời gian gần đây thì chú ba có trị được những cái căn bệnh nào mà qua điện thoại không chú ba? Thì căn bệnh qua điện thoại thì cũng có, chỉ bằng cảm ứng thấy hình thấy là Zalo rồi bớt rồi cũng phải có phần cốt cũng phải về tới đây đặng dắt đi đặng giải cái nghiệp cái quả là sinh lợi, bởi vì đó ở cõi thế mình mới ai bị khỏi phạm lỗi lỗi rồi sám hối tội căn mình còn mang mình trần xác thịt nè, mình phải nhiễm ít nhiều cũng phải nhiễm phàm. Vậy là ý của chú ba là nếu mà bệnh mà căng á, mà nhẹ thì chị qua điện thoại thì chú chỉ cho cách chị được. Còn nếu mà bị nặng thì cái phần cốt á, cái phần hòa xác thì phải đến đây. Phải đến đây mới được. Cho chú đi dẫn lên núi giải quả. Đó lên núi dẫn ngầu lấy bệnh ra luôn. Vậy là quá tuyệt vời ha chú ba. Còn những việc làm bệnh tình của mình á, mình làm mình giúp cho bà con gì đó là mình miễn phí hoàn toàn hay sao chú ba? Miễn phí chứ không nghĩ gì tiền bạc. Nó thiệt không đem đợi năn nỉ cho cũng không lấy luôn nữa, kêu về nhà để lo thuốc rồi lo làm phước lại cái chuyện khác. Thì hỏi vậy thôi chứ thật sự ra thì
nhóm ở đây thì cũng biết chú Ba có tấm lòng hào hiệp, thì cũng như trên cột ba chú hố, chú Ba cũng thường gạo thóc cho bà con, đúng không chú Ba? Đúng. Đó, đây tôi mới chỉ một cái phần ở ngoài nước Mỹ về đây. Ở ngoài Bắc Thụy Sĩ Mỹ nó đâu phải thầm thường mà lên Zalo được cảm ứng rồi phải về tới tôi. Nó bệnh đang nặng nề nguy kịch, về tới tôi làm bệnh tôi lấy rồi đó, khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau 10 phần dám bảo đảm hết 7, còn chỉ 3. Rồi mới điện về tôi bằng cái máy kia, nói bây giờ bệnh khỏe nhiều lắm đây, rồi nói để về ngoại cũng phải gửi tặng quà cho tôi một cái số xứng đáng. Đó, tôi có sao nói vậy mà tôi nói thiệt, gầu thì cũng trên gò tôi ba xuống hố nữa. Có nghĩa là người ta chặn người ta, nếu người ta có gỡ tiền, gỡ quà gì cho chú Ba thì chú Ba đem đi giúp cho bà con nghèo. Đem đi cho bà con nghèo. Còn cái phần mới điện hôm qua ngày nay tôi không biết số biết gì hết trơn á. Mà tôi cũng chỉ là bằng cái điện cùi bắp tôi nói ở ngoài cũng nhẹ, rồi điện là bằng cái cả bứng nào thấy hình tôi không bấm biết gì hết trơn, điện qua anh ấy 3-4 cuốc rồi. Vậy là chú Ba chỉ qua điện thoại được. Dạ thì chú Ba ơi, chú Ba lúc mà có đi về mỏ ông Cát đó, chú Ba có thấy những cái quyền di ở núi ông Cát không chú Ba? Có chứ, mà bởi vì phận sự của chú đây dắt đi từ phần trăng, đâu chú phải dắt thẳng về đó, chỗ nào đâu dắt về tới đó, nằm về núi ông chú phải dắt trở về núi ông, mà về núi dài lạng viên điện tàu cao phải trở về núi dài lạng viên điện tàu cao. Hà nằm về núi Cô Tô, phải dắt về núi Cô Tô. Có nơi, có cậu, có gốc, có nguồn mới được. Chứ nói đi núi mà tiền mắc mà tặc, mang cái bệnh hoài không hết. Theo như sự hiểu biết của mọi người trên cộng đồng mạng, thì thời gian gần đây thì lúc trước đó là cái mỏ ông Cát nó có quay cũng tầm 3-4 năm gì trước, mỏ ông Cát nó quay thẳng ra ngoài cái cổng, tức là núi dài năm giếng. Rồi bây giờ thì nó lại quay qua xéo hẳn luôn là ở bên núi Cấm luôn. Về muốn gần ngang hông núi Cấm là bởi vì đó, nhưng các chư thần nhận lệnh đâu có lệnh đó hết. Mà bởi tại bữa đó vì tức lý cái huynh đó muốn qua đây, mà đây mới nói thẳng nói nè, thằng Đạm, sư bá, Tiết Hải, ba ông đó là tướng nha, mà cũng là sư nha, để nhận lệnh giữ cái mỏ ông Cát. Mai chiều xuất hiện ông địa bàn luôn nữa, bằng địa bàn tiểu nữa. Mà tại huynh đó cự cãi nó hơn đây rồi đây mới lộ. Chứ ông không ai nhìn biết được chuyện đó luôn. Nói ngày nay là ngày 28 tháng 3 luôn. Những cái việc mà chú Ba lộ thời gian gần đây, mà chú Ba nói là mà lúc trước chú Ba không lộ mà bây giờ lộ, có phải là lúc này nó đang cặn không chú Ba? Chú mới lộ chú Ba? Đó thì bây giờ đang cặn kiệt mới lộ ra đó. Bây giờ giờ có mỏ Cát coi muốn ngang qua mỏ là không ông Cấm rồi đó. Dạ thì chú Ba ơi, thì vừa qua là cảm ơn chú Ba đã chia sẻ về cái mỏ ông Cát đã quay vào núi Cấm. Thì có phải mọi người cũng nói là mỏ ông Cát quay vào đó thì sẽ có một cái hiện tượng lạ xuất hiện. Thì chú Ba cũng vừa mới nói là mỏ ông Cát là cái đồng hồ của Phật, vậy là xin chú Ba diễn giải giùm cái phần đó. Thì đó, thì đây chú Ba cũng nói bởi vì năm ông đó là sư bá, ý ba ông sư bá, thằng Đạn, Tiết Hải là cũng vậy là sư mà giữ đó, thì cũng một cái đồng hồ của quyền di cũng màu nhiệm lắm cô bác. Chất cục có mỏ ông Cát thiên nhiên như vậy ai mà xây được, thì cho nên các chư thần bây giờ cũng phải nhận lệnh đâu có nơi có chỗ đó hết. Mà nhưng cái chuyện màu nhiệm thì mình biết màu nhiệm, còn nói ra cái nhà nước thì mình nói không có được. Cô bác ơi, đây thì đến khi mỏ ông Cát xây mà chúng cho đúng ngày giờ ngang qua không ông Cấm rồi cô bác mới thấy giờ đó thắt sơn lỗ vẽ nền vàng nó báo thai đó. Dạ thì kính thưa chú Ba, ở trong giảng thầy có hai câu thì Quốc Đạo cũng xin nêu lên để chú Ba xem xét coi cái cũng như giảng của ông Ba Thớ, thì có một câu là 7 ngày đêm mịt lối chờ trăng, có nghĩa là 7 ngày trước khi mà đổi nhật đổi nguyệt đó thì sẽ có 7 ngày đêm sẽ mịt lối chờ trăng, là không có trăng và mây nữa. Vậy thì trong giảng của thầy có để hai câu là cảnh chờ mây mịt chẻ lăng hoàng 14 tháng 10 chờ lại khúc trăng. Xin chú Ba diễn giải dùm. Thì bây giờ đó thầy, thật khí âm khí dương hòa lợi thì cho nên tối
trời tối đất trong 7 ngày đêm, rồi sáng ra là Thất Sơn mới lộ vẻ, ngày già mới báo thai. Nó rồi lại câu giảng mà cảnh trời mây mịt vẽ lăng hoàng 4 tháng 10 chờ lại khúc trăng. Đó. Nhưng mà chú không dám nói lộ như vậy trong giáo lý để chứ đây là chú vẫn biết, chú không dám lộ. Bởi vì chú còn mang cái sắc phàm, sắc phàm. Cái chuyện gì chú nói được thì chú cứ nói. Nói không được thì mình cứ không nói. Nó chừng nào tiếng sấm nổ vang, Thất Sơn lộ vẻ nền vàng báo thai thì đây. Nhật thực trong 7 ngày đêm rồi sấm nổ mới lộ, thì trên năm non 7 núi mới lộ vẻ, thì hạt ngọc lưu ly năm châu bốn biển mới lộ ra, rồi 17 nước mình một nước, 18 nước mới danh vô tranh giành châu báu. Bởi cho nên ông ba cũng để một câu đặt lợp đặt lờ đặt trên chốt núi để chờ cá vô, tuồn đời như cá trong lờ thọt tay vô bắt còn ngờ kẹt hơn, chứ vô thì tranh giành chứ nó không có về. Có nghĩa là gì vô được chứ không có gì được, không có về được, là do bị ông Năm Chèo ăn thịt hả, là do nhiều cái thứ kia chị khác hả chú bà? Bởi vậy nhiều cái câu chuyện ông nói là hổ lang ác thú môn bày, gắn to trên gọi mãng xà, rồi gít to gít to luôn. Hùm beo tai tượng bốn bề mà lợi thêm ác thú mãng xà gít to mà đủ hết. Thì mọi lúc bây giờ cũng có người ta hỏi rồi, sao giảng thầy nói là gắn gít to bự rồi mãng xà đủ con chân bự, mà bây giờ đó là không thấy nó ở đâu hết trơn, có phải là nó đang ngự ở núi Bà Đậu Ôm không chú bạn? Núi Bà Đậu Ôm mà, nhưng hỏi vậy chứ mấy ngàn năm nay cũng có một ngày ta ăn thịt, còn mình con người mình ăn thịt có tha được ngày nào chưa? Bây giờ ta ăn bông uống nước ăn trái cây à, ta cũng chờ lĩnh chờ ăn thịt chứ, phải ăn thịt à, phải ăn thịt à, chứ phải ăn không ăn đâu ăn. Ê, chú bà nói là nó ngự ở trên Bà Đậu Ôm mà nó đợi lệnh hả chú bà? Chờ lệnh à, có lệnh rồi bắt đầu ra thấy liền, ông nói là muôn bày chứ phải một bày. Nhiều. Hổ lang ác thú muôn bày mà, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan mà. Ai mà ăn ở nghiêng ngang đón đường nó bắt nó xé tan xác hồn hết trơn. Vậy là lúc mà khi mà thay đổi về cái địa hình nhật nguyệt đó, thay đổi về giống như là trong Tứ Thánh cũng có cho biết là hạ nguyên mỗi việc mỗi mòn đó. Mòn sông mòn biển. Lại còn mòn non, đổ chồng đổ vợ đổ con đổ non đổ núi đổ hòn, Hà Tiên đổ Châu Đốc đổ Trịnh Biên, Thất Sơn lại đổ Hoa Liên nhà bàn, Hoa Liên năm nước mới chặt đàn, Hoa Lộ Giang Giáo mới tràn như sông. Lộ Lộ Giang Giáo này nằm ở trong chỗ đường vô nhà đường vô núi Cấm đó đúng không? Là ở Châu Đốc đi vô đường núi Cấm mà ông cát đó, chỗ đó nữa đó. Bởi cho nên ở trong đó đó, trong chợ nhà bàn chỉ biên ta nói cái cầu Ô Thước không phải đó là cái cầu Hoa Liên, còn cái cầu Ô Thước ở đây với bên ngã tư bển đó. Đường có lao chỗ ngã tư đó, cây cầu Ô Thước là cầu này, cầu Long Bình đó, trong do Ô Thước bắt cầu, sông ngăn tái thế lập đầu đế dương, tu sao mà chẳng hiền lương, không lòng bố thí chẳng thương kẻ nghèo, tu sao thấy chết như bèo, rụ vô ít miếng tao mày lên tay đó, đây. Nó đến rồi. Đến rồi hả chú bà? Đến à. Bởi vì thầy mới nói là bây giờ còn giấu chi đâu hả chú bà? Lộ trơn rồi. Mà nói thiệt từ giờ đó, nói vậy đó mà thấy đời người ta cũng chưa tin đâu. Phải tao tin chú ơi. Tao không tin đâu. Ta cứ đi mãi mê đi chơi. Mà không ai lo tu chú ơi. Đây, ngày nay ngày 28 rồi 29 30 mùng 1 rớt qua tháng 4 dẫn lên thấy. Y ra là tiên tri cậu bé luôn á. Dẫn lên là thấy. Cậu bé nói là cái tháng 4 đó cậu chú ba là cái ngày 18 tháng 4 đó chú ba. Mà nó nói là ngày 18 tháng 4 là cậu bé là tiên tri là sẽ có một trận là dữ dội, nhưng mà không biết trận gì. Không biết trận gì, đây rồi thấy. Bước qua tháng 4 rồi thấy, ngày mùng 7 tháng 4 ngày Giếng Ba Thớ, rồi qua cái ngày mùng dẫn lên tới ngày 10 đó. Nhìn thấy, không còn lâu đâu, giờ không ai tin đâu. Bữa nay mới 28 tháng 3. Tất cả mọi cái việc cũng như là dịch bệnh, rồi chiến tranh, rồi thay đổi địa hình, rồi bà con khổ khó cũng vào cái năm dần này. Năm dần. Cũng như là
vừa rồi cũng ông Khẻ Nam Phương cũng xuất hiện vào năm Dần và cũng kết thúc vào năm Dần, đóng cửa năm Dần. Đó. Mà chú nên nhớ, chú tôi nói không có ông Khẻ Nam Phương nha, mà tại chạy theo đó giờ tôi thấy chưa lọt lưới trời chưa, ông bọc cái này hết trơn rồi. Tì thứ trời thưa gọng thinh thinh. Cái chăn lọt những người hung mát. Rồi Dương Gian chậu úp được voi. Giấu đầu rồi cũng lòi sau đuôi. Mà tôi nói thiệt chú đó, bởi cho nên đó ông Khẻ Nam Bang này đó đạo Phật giáo hảo là đứng đầu nhất luôn. Vậy là ý của chú là ông Khẻ Nam Phương này là không có đúng sự thật. Không có đúng sự thật. Không có đúng cây lào táo rồi địa hình thì tất cả mọi việc đều không đúng hết. Không đúng hết trơn. Mà đạo Phật giáo hòa hảo lũi đầu vô đó. Mấy ông gốc tai to mà. Thì cái thưa chú ba, thì tất cả mọi cái việc đều xảy ra vào năm Dần này. Có phải là lời của sư giải Bông Khoai nói là năm Dần nhiều chỗ bơ dơ là đúng, là rất là bơ dơ đúng không chú ba? Đúng. Đó. Đọc lên chú ba có thể nói lên cái vụ mà năm Dần để cho mấy cháu nghe. Thì đây ông á, sư giải Bông Khoai ông nói năm Dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm Mão như tơ gấu cuồng. Năm Mèo tháng Mẹo chia buồn, năm Mèo tháng Hợ mới lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay thi. Nó, rồi Mèo còn kêu ghét tới sầu bi, đến chân gà ổ, vậy thì mới có bình yên ngang. Nó. Thanh kia gà gái, báo đầu. Nó mà. Vào giữa của cái năm Dậu, gà gái là năm Dậu, là ban đêm là phân không nữa. Đó. Mới ngừng chiến tranh. Còn như ông nói vừa qua đầu canh đó là canh tí nè nha. Năm Hợ rồi bước qua canh tí nè nha. Tiếng động nè. Mới có tiếng động thôi nha. Chứ mình như vậy á, chỉ là xét ăn nước sơn nó mới khờn khờn, chứ chưa chốc được cái lớp xét nặng. Đây rồi tháng 4 dẫn lên chốc lớp xét này nó nặng lắm. Mới khờn khờn mà còn nhíu nháo, mà bây giờ thấy đâu có ai còn tin tưởng. Vừa rồi dịch bệnh thì lúc cái đợt chỉ thị 16 thì chết cũng ít thôi. Bây giờ chết nhiều nữa mà bà con cũng còn chưa sợ nữa. Chưa sợ. Thì ông nói mừng hết 7 còn 3, 3 hết 2 còn có 1. 100 người mới được âu thông 10 người, mà 10 người còn chỉ có 1 đó. Đây thì sẽ đến. Đến. Mà không biết một ngày giờ nào chứ nói ra không có dám nói. Đến sau lọc lại với tì cũng kê chứ ba. Đó. Dạ thì chú ba ơi, chú ba vừa qua cũng trình bày cũng cho anh em biết những cái việc như về cái sự kiện mà tâm linh, thì chú ba cũng đi núi cũng trị bệnh cho bà con nhiều. Thì kính thưa chú ba, thì thời kỳ này là thời kỳ hạ nguyên đã hết đời rồi. Hết rồi. Cho nên là tất cả mọi việc đều phải lộ ra hả chú ba? Phải lộ. Tất cả quỷ ma gì cũng phải chung với mình không chú ba? Đó, bây giờ đó nhìn cho kỹ. Tâm linh rồi nhìn thấy trên đường như vậy đó, người có một cái kia nó tới hai. Nó ma ma phật phật mới ra giữa tù. Nó nhìn cho kỹ, như chú nhìn thấy bởi chú sợ dữ lắm. Còn thế đời tao muốn nói sao tao nói thiệt, chỉ có một, còn kia nó tới hai. Bởi vì cái chỗ đó mình phải nhìn được cái chánh, mình mới giữ được mình chánh, mình mới tìm mình diệt được cái tà. Có nghĩa là gần bùng mà chẳng hỏi tanh mùi bùng. Ý chú ba nói là một chuyện bên này là cái thầy vô tín đồ ra ngoài quay ra ngoài cái sạp, thì cái sạp thì chỉ có cái sạp là người bán thôi, còn như là câu bằng nữa hết đúng không chú ba? Đúng rồi đó. Đây nè, bởi cho nên chú giác ngộ như vậy. Tại sao bông sen, đám sen mọc giữa rừng cũng là hoa sen. Rồi con người mình tốt cỡ nào mà con người mình nhìn lại coi, bông sen nở dưới dù bùn dẫn lên là hoa sen. Còn mình tốt cỡ nào mà mình có được như hoa sen, khi ngài tàn gũi được như hoa sen không? Đâu có hậu tên. Còn mình tàn gũi rồi, còn mình để không chôn mình coi. Ý chú ba nói là thân tứ đại mình cũng phải trả về cho đất nước gió lửa hả? Mà mình phải giữ sao cho xác thân của mình nó được sạch sẽ, nó nhẹ nhàng mới được. Các bụi cũng trở về, các bụi chạy đâu cho khỏi. Tuy xác mắt cái hồn của mình còn được, mình được thánh thơ, chứ còn xác còn hồn của họ, cái xác không khi nào được thánh thơ. Vậy là lúc này là tất cả sấm kinh sấm giảng đều là nói là bây giờ là còn giấu chi đâu phải không chứ mà lộ luôn ha.
lỗ rồi đó. Xin chú ba mình đọc lại đoạn đó, nhưng mà con bây giờ còn lốt gì đâu á chú ba. À, đó. Đây là ông nói như vậy, ông nói nhân giặc mười phần hao hết bảy tám, thằng tiên thấy vậy cũng mà trâu mài, vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương gồng độn mới ê hề thay thi đó. Dạ. Vậy lúc này mà thì tất cả sự kiện như vậy thì bây giờ mình tu còn kịp không chú ba? Bây giờ có thể còn chứ, còn bởi vì á ông tu ông đất bà tu bà đất. Ông nói thiền ai thì nấy kéo lèo. Nếu mình mà biết quay đầu trở lại xác thân mình là chiếc thiền của mình thì mình giữ được thì mình phải còn. Còn mình giữ không được thì để thiền của mình nó phải chìm. Đó. Rồi sau cuối cùng thầy ông mới dạy là một câu, ông nói bổn đạo thì đông, nửa ngày sau chiếc xuồng dông trở không có đầy. Mà cái xác thân mình thiền của mình chứ đâu phải thiền của ai nữa đâu, mà mình không giữ xác thân này mà không giữ cái thiền, cái xác của mình phải giữ. Dạ. Thì vừa qua cũng cảm ơn chú ba cũng diễn giải dùm nhiều cái đoạn cũng rất hay, cũng như là mỗi két là chú ba cũng có biết là đồng hồ của Phật khi mà quay vào cái trung điểm của núi Cấm thì sẽ lập lại thượng nguồn thánh đức trở lại đó. Và và cũng chú ba cũng diễn thêm là 7 ngày đêm mịt lói chờ trăng, nghĩa là lúc mà thay đổi nhật thay đổi nguyệt đó. Thì sẽ có một cái giai đoạn đó trong sách vở cũng có để. Hay là cảnh chờ mây mịt vẽ lăng quăng 14 tháng 10 chờ lại khuất trăng. Và nhằm ngày 14 tháng 10 là con không biết, không biết năm nào, không biết năm nào, biết vậy thôi, 14 10 thôi là mịt lói là cái ánh trăng nó bị che khuất hả chú ba? Là nghĩa là không có thấy đường hả? Đó thì cho nên bây giờ bữa nay á mới lộ mỏ ông các thiên nhiên như vậy, mà tại sao như cái đồng hồ cũng phải có chư thần xây chuyển, mà phải biết ông thần nào, ông nào, ông nào ở đâu, bà nào ở đâu, giữ từ cái gì cái gì. Bởi cho nên bệnh căn bây giờ đi tiền mắc tật mang là cái đó, nó là đi núi giải nghiệp giải quả giải căn, mà đi đâu có chúng nơi chúng chỗ, phải đi chúng mới được chứ bà. Đi phải cho chúng, chúng là sao, nghe là chú ba thấy được cái người đã bị nghiệp ở cái núi đó hả? Rồi bị nằm về bên đức mẹ nào hả, của bên cha bên cổ quyền. Rồi khi ở ngoài đi vô đây mình muốn lại xã thì đây cũng có ông tổ trưởng, ông ấp, rồi có xã đậu phải trình từ bậc rồi đây mới lên tới ông xã này, ông công an này mới được. Còn đi mà không có tiếng chào cơ cổ cũng không được. Đó là nói lực của cái quyền gì. Bây giờ đặt thí dụ đây là cái người binh nhì này nè, giữa cửa nè, ông tướng ở trong này nè, mà chú lại đây chú không chỉnh ông binh nhì này, chú đi sẵn vô, ông này không chỉnh với ông tướng ở trong, rồi làm sao mà chú được cái gì? Hãy theo thứ tự ha chú. Còn nếu mà cái người mà không biết giải là người ta sẽ giải trình một cái ông cao nhất luôn là sẽ tác dụng hả chú ba? Cũng không tác dụng gì hết trơn. Bởi vì ông này ông giữ cửa đường bỏ cho nên đi đó. Là ở đây cái đường này lên thì cũng có mấy ông chư thần nè. Phải trình làm lễ đàng hoàng trình đây rồi mới lên tới mấy ông đó. Đó. Bởi cho nên trên núi dài năm giếng đó, ngũ hành sơn đó, là năm công đức lĩnh mẹ dạng ba ngũ hành với điện của Đức Phật thầy đây, ở dưới này đi lên đây, điện Đức Phật ở trên ở đây, điện hai ông gắn to tin và gọi mãn xạ ở đây, thách nhau phải kính lễ hai ông này, trình rồi xong mới lên điện của thầy, của thầy mới trở về điện là năm giếng của mẹ, năm giếng, năm giếng rồi mới đi trở lại bên đây là chư vị năm ông, trình năm ông này mới lại năm công đức mẹ dạng ba ngũ hành này. Nó đi phải từ bậc từ màn có lớp. Dạ. Vậy thì vừa qua là chú ba cũng dẫn một số người núi chị đông người không chú ba? Cũng đi đông mà về rồi một người thứ tám một người nơi hết trơn, khi dắt xong khỏe mạnh thì xuống tới chân núi thì mạnh ai nấy về nhà nấy. Dạ. Rồi mà chuyến vừa rồi là chú ba cũng giúp cho được một số người hả chú ba? Được một số người. Nó. Và thì cảm ơn chú ba đã trình bày vừa nhiều phần về tâm linh cũng như là thiên cơ thời cuộc của sau này, chuyện gì đáng nói thì nói, không đáng nói thì thôi, thì tiếc được tiếc.
đúng không chú ba? Đúng, bởi vì xuyên cơ bắt khả lậu, cái gì đáng nói được là được, còn chưa là chưa. Bàn chúng cũng có tội, bàn lậu thì cũng có lậu. Dạ. Ý bàn chặt cũng mang lậu, bàn chúng còn mang tội. Bởi cái gì mình phải nói cho ra cái đó. Dạ. À, là vậy thôi, cũng cuối chương trình thì cũng xin chú ba cũng nói chú bà con mà cái dạy điều để mình kết chương trình đó chú ba. Ừ. Thì khuyên bà con tu hành này kia mình kết chương trình chú ba. Thì bây giờ từ đầu tới cuối chú cũng khuyên mình xả tâm ra. Nếu mình giận người thì nó bận tâm mình, mà mình giận người không khác là mình để chén thuốc ở trong mình của mình. Bởi vì mình giận mình tức thì nó phải có cái đau, cái nhức cái chỗ này chỗ kia. Còn mình xả mình lấy cái tâm không thì coi như vậy trong người mình đâu có tức giận hờn cái gì. Mình phải lấy tâm hòa đồng, trên thượng dưới hòa. Lỡ chặt chúng thì mình để hạ mình để phiên với nhau, hòa đồng với nhau là mình mới thương thầy. Bởi vì thầy cũng nói thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể là ghét thầy. Phải lấy tâm hòa đồng cùng nhân loại, các vị thảo mộc thần linh đó. Chứ thầy đâu cho mình riêng tư là cái gì được. Phải hòa đồng như con một cha gà một mẹ để dìu dắt lên con đường đạo đức, giữ được chọn lành chọn xá, rồi mình trở về Tây Phương ăn học cho hoàn toàn, cũng trở lại cứu vớt chúng sanh nữa, chứ đâu có bỏ được. Còn bây giờ ai cũng mong mỏi về Tây Phương, về trực lạc, mà đây chú thấy đi lạc chưa biết đường ngay đi qua trở về. Nó bởi vì ông Phật ông chỉ, ông nói Phật ở Tây Phương thiệt quá xa xăm, mình phải tìm kiếm cái không mới có. Thì cái tâm mình lấy cái tâm không mà nghĩ gần niệm, lấy cái tâm thanh thì Phật tại tâm, tâm trí óc của mình đây nè. Dạ, chú thực thi làm theo cái lời giảng của thầy. Thì quốc tạo cũng thấy chú thường giúp cho bà con đói khổ, có khi những cái phần quà mà không đủ giúp nữa rồi chú cũng xuất tiền thêm. Rồi còn ai cho nhiêu thì chú cứ gợi cho hết. À. Chú hầu như chú không giữ lại tiền của mình chú xài nữa. Cũng có giữ được vài ba triệu bạc, đi đợt rồi vậy cũng thấy khổ, không cho cũng hết những mấy hai triệu nữa. Nó chứ thì kính thưa chú ba, thì kính thưa toàn thể chú quý vị mạnh thường quân, thì cũng kết đề thì quốc đạo cũng rất cảm ơn chú quý vị, cũng nhằm mục đích để khuyên quý vị tu hành hạn trở về nơi chánh đẳng chánh giác để cùng nhau về cõi Tây Phương cực lạc. Như đức thầy cũng cho biết là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang công nhà bán. Vậy thì cuối lời rồi thì hôm nay thì cũng có tâm sự chú ba đôi điều, thì xin hỏi chú ba là con thấy cái xóm của chú ba ở đây thì bà con cũng rất là nghèo khổ, vậy thì chú ba có đôi điều gì để nói với mạnh thường quân để mình giúp cho mớ gạo để cho sớm này không chú ba? Chú ba nói đi chú ba. Thì bây giờ đó, nếu có được bên mạnh thường quân giúp cho chú nói thiệt đầu đạo trời chân dậm đất, thì có bao nhiêu chú cũng phải mua, là cái người khổ khắc là chú phải cho, chứ chú không để lại mà sắm của cải hay vàng dòng. Bởi vì chú chết không mang sao được cái gì trơn, chỉ có bộ đồ dính da là đi gầu, đồ đem thao tẩn liệm để vậy cũng có nhờ được đâu. Bởi vì chú nhớ hậu dưới đi lên trong bụng mẹ lọt ra các tiếng khóc, nếu mùi dương thế là một đời người, thì mượn manh quần tấm áo để che thân tới ngày trở về cũng mang được bộ đồ. Cô bác ơi, cũng có hai bàn tay trắng cô bác. Phước nhiều mới tiên cảnh non gài, mà mình làm tậu phải xa đạ nhiều ngày thảm thê lắm cô bác. Dạ thì chú ba nãy quốc tạo có nói là ở sớm của chú nghèo vậy, là chú có xác nhận điều đó đúng không chú ba? Có đó thì... có, nghèo thiệt, mà có về đây là chú cũng không để sắm của cải đâu, nói thiệt chú cũng cho hết trơn. Thì quốc tạo cũng thay lời của chú ba, thì chú ba rất hiền hậu quý vị ơi, mà sớm chú ba thì rất là khó khăn, cũng nghèo khổ, thì mong rằng quý vị giúp cho một số gạo để gỡ về đây chú ba cho cái sớm để cho gieo duyên cùng với sớm. Chú ba ở đây thì chú ba cũng có nhiều cho hết đó quý vị ơi, đúng không chú ba? Đó giờ lợi xét trong nhà chú ba coi tiền bạc cho coi chú ba có của xứng đáng hơn ai không. Đó nhìn cho kỹ cái nhà này cũng tình huynh đệ anh em, là bên chi hậu chữ thập đỏ cắt cũng cho luôn đó, thợ thầy cũng cắt giùm luôn đó. Thì thôi chú ba cũng mến chào khán giả hả chú ba. Có gỡ gạo cho chú ba thì bắt cả cho em đến tận nơi hả chú ba. Rồi em xin mến chào quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật.